Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tống Tiền. Nói chung thì quanh đi quanh lại thì cũng chỉ có mấy cái xe đấy. Nhưng quan trọng là hôm nay chúng ta sẽ được chạy trong một cái map của Thạch Full Map. Ra thì hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm đoạn map mới. Nói chung thì hôm nay thì mình sẽ cái video mấy video hôm trước thì mình chạy nhưng mà nó gặp một vài lỗi nhỏ nhỏ cho nên mình cứ phải làm đi làm lại. Hôm nay thì quyết định là mình làm lại video mới luôn. Thì cái video sáng nay, cái video mà mình chạy con 2017 ấy, thì con đấy thì mới chỉ là demo một đoạn ngắn thôi, còn livestream thì các bạn đã thấy được đoạn đầu rồi, còn video thì mình một đoạn ngắn. Thì hôm nay thì mình sẽ quay trở lại và chạy full từ A tới Z, nghĩa là mình sẽ chạy từ từ trạm dừng chân Thanh Vinh ở khu vực thị trấn Đắk Gieo đi Đà Nẵng luôn các bạn nhé. Đấy, hành trình 217 cây à. Thôi, không sợ chạy xa vậy đâu. Chạy tới đây thôi. Đấy, chạy tới đây thôi. Là 205 cây à. Ok. Thì hành trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là từ trạm dừng chân Thanh Vinh. Các bạn thấy ở đây ạ, trạm dừng chân đây ạ. Ở thị trấn Đắk Gieo Tum nhé. Thì bây giờ hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Mình thì đang sử dụng gương ba cục cho nên là hành khách trong xe thì tạm thời đi trú ẩn. Đó. Gương ba cục hai tầng đó các bạn nhé, gương ba cục hai tầng thì nó giống như kiểu là cục gương thông thường mà đạt nó chia đôi gương ra. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Này thì skin này là skin trước kia ra là skin bưởi đây, mình edit lại. Nhưng mà bưởi nhưng mình làm lại hoàn toàn luôn. Nói chung là vẫn dựa trên màu sơn cũ nhưng mà mình cho lại tươi tươi màu thêm một chút xíu. Cắt góc, cắt cục đầu bên hai bên mép đầu xe với lại thêm dòng chữ tính tiền ở trên cái chỗ thân xe, thân nóc xe đấy. Đó. Do là mình zoom nó to ra nó bị vỡ hình. Đó, bị vỡ. Phải làm to ra bắt đầu zoom nhỏ lại thì nó tự vỡ. Mà làm nhỏ mà có zoom to ra nó bị vỡ. Rồi, chúng ta sẽ lên đường ạ. Hành trình thì cũng tương đối là dài nên mình sẽ tiết kiệm thời gian rồi chúng ta sẽ lên đường luôn. Đây là đoạn đường mòn Hồ Chí Minh được xây. Nói chung thì các bạn gọi nó đường quốc lộ 14 cũng được mà gọi nó đường Hồ Chí Minh cũng được, nhưng mà thực chất đây là con đường mòn Hồ Chí Minh các bạn. Đường mòn Hồ Chí Minh nó được xây dựng trên chạy men theo dãy Trường Sơn của Việt Nam chúng ta. Đó, gọi là trường đây gọi là Trường Sơn Tây, Trường Sơn Tây và Trường Sơn Đông. Trường Sơn Đông là như mình là bên Trường Sơn Tây, Tây là bên Việt Nam và Trường Sơn Đông là bên Lào đấy. Đây là nói chung thì dãy Trường Sơn thì bắt nguồn từ nói chung thì nó rất là dài nhưng mà cái điểm cuối của nó là kéo tới khu vực miền Nam. Đó, nó cũng tương đối là dài các bạn ơi. Trên cung đường này thì chắc có lẽ thì tính tới thời điểm hiện tại thì đường đã được nâng cấp và chất lượng mặt đường nó được cải thiện hơn rất là nhiều so với những năm trước kia các bạn ạ. Những năm trước kia mặt đường nó xấu lắm, mặt đường nó xấu với thứ hai là nhỏ nó hẹp. Đấy, mình đang qua cầu Đắk Coi các bạn nhé, mặt đường nó nhỏ nó hẹp cộng với lại rất là nhiều ổ trâu ổ gà ổ voi trên đường. Vì những năm trước đây thì kể mình sẽ nói, mình sẽ không nói cụ thể năm nào nhưng mình sẽ lấy một thời điểm ví dụ chẳng hạn như những năm 2004, 2005 thì thực sự đường ở những khu vực này rất là khó khăn. Bây giờ tính đến thời điểm hiện tại đã là mười mấy năm rồi nên chất lượng mặt đường đã rất được thay đổi khi mà cái lưu lượng xe lưu thông qua khu vực đường mòn Hồ Chí Minh ấy, ngày một tăng lên thì cái chất lượng mặt đường phải bắt buộc phải tăng lên.
Có lẽ thì cái đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường Mòn Hồ Chí Minh nổi tiếng là từ khi mà các bạn biết rằng là năm bao nhiêu mình không nhớ rõ, nhưng mà có 11 cựu chiến binh từ ngoài Hà Nội đi thăm lại chiến trường xưa các bạn, cũng nhân dịp ngày 30 tháng 4 hay sao ấy, hay là ngày bao nhiêu đấy đấy, có 11 triệu cựu chiến binh. Nếu anh em nào không nhớ thì có thể lục lại các lịch sử cũng như là các cái dữ kiện đó, 11 cựu chiến binh ngoài Hà Nội vô đó, mà hình như tài xế mất phanh hay là bị gì gì đấy, thế là xe rơi xuống vực, thế là 11 cựu chiến binh cũng mãi mãi nằm lại với cái mãi mãi nằm lại ở khu vực gọi là đèo Lò Xo, một trong những con đường đèo và nói chung thì nó cũng không phải gọi nó nguy hiểm, không phải nó nguy hiểm nhiều cho lắm. Nhưng tại sao mình nói không nguy hiểm nhưng mà nó vẫn là nguy hiểm? Bởi vì nó con đường đèo này nó nằm giữa sự giao thoa giữa khí hậu vùng thấp và vùng cao, và nó có kiểu khí hậu cực kỳ là phức tạp, rất là phức tạp và hay có sương mù và có mưa, cho nên là mặt đường nó rất là trơn và cái cây rừng các bạn nó rất là nhiều và nhiều khúc cua nó rất là ngắn nhỏ, nhưng mà cái độ khuất tầm nhìn nó cao, với cái việc là đôi khi rất là nhiều cái lái xe cũng hay quan với việc là xảy ra tai nạn. Mình vẫn đang ở trong địa phận tỉnh Kon Tum các bạn, vẫn là ở Bắc Giang. Thì nói chung thì con đường đèo Lò Xo này nối liền hai tỉnh đó là Kon Tum và Quảng Nam. Thực ra Quảng Ngãi có dính dáng vô hay không thì mình không chưa 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 xem địa lý, nhưng mà hình như cũng có một đôi chút, bởi vì từ Kon Tum cũng có một đường đi Quảng Ngãi, người ta hay còn gọi là đường Ba Tơ Quảng Ngãi, bắt đầu chạy ra đường 1 bắt đầu là đi về Đà Nẵng cũng được, và có một đường thì nó chạy theo đường Lò Xo men theo đường quốc lộ 14B ra Đà Nẵng cũng có. Nói chung thì mình cũng có một thờ cũng một lần đi xe cũng đi ngang qua đèo Lò Xo, nhưng mà đi đêm thôi, đó là xe khách Thái Sơn con Aerospace biển Tứ Quý 2. Mình đi hồi đấy thì mình đi là năm 2014. Thời đấy thì bạn biết rằng là trong cái giai đoạn đấy thì đường quốc lộ 14 nó đang trong giai đoạn nâng cấp, cho nên đường xấu kinh khủng luôn. Mình bắt đầu lên xe lúc 8 giờ, nhưng mà tận 7 giờ sáng ngày hôm sau mình mới có mặt tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, nghĩa là đi mất 9 tiếng đồng hồ, 9 đến 10 tiếng rồi đấy. Thì cũng tình cờ là hôm đấy xe nó bắt khách hai khách về Đắk Giao, Kon Tum đấy, thế là tài xế bắt buộc phải đi đường 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 đèo Lò Xo đấy. Nằm trên giường mà kêu lâu lắm rồi không đi đường đèo Lò Xo, biết dạo này thế nào, nghe trong tim cha nghe trong người thấy không ạ, thấy hơi bị nôn nao. Vì thực sự thì cung đường đèo này về đi đêm nó rất là khắc nghiệt, bởi vì sương mù tầm quan sát nó thấp, nó giảm xuống sương mù nhiều. Đa phần các cái tuyến xe mà chạy tuyến Buôn Mê Thuột Đà Nẵng thì thường thường họ đi đường 19 qua đèo An Khê, vì đèo An Khê rất là ngắn, chỉ có 9 cây số thôi. Thì nói chung thì đèo An Khê là đèo to, đèo An Khê là con đường đèo lớn nhất trong trên quốc lộ 19. Thì ở bên trên ở Đắk Đoa thì cũng có một ở Mang Giang cũng có một con đèo, nó là đèo Mang Giang, nhưng đèo Mang Giang thì nó nhỏ thôi, nó ngắn thôi, cũng tầm khoảng 2 cây thôi chứ không nhiều. Đó, đèo Mang Giang thì ít đến nó không nguy hiểm lắm. Mà đèo Mang Giang thì bây giờ cái đường 19 đấy thì chỗ đèo Mang Giang bây giờ ở mở rộng ra rất là rộng. Rất là rộng. Nó không thể nào nguy hiểm bằng đèo Lò Xo nếu mà xét hành trình từ Đắk Lắk đi Bình Định đi 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 Đà Nẵng được. Vì hành trình từ Đà Nẵng đi đi Đà Nẵng Đắk Lắk đi Đà Nẵng nếu mà xét đi đường đèo Lò Xo thì đèo Lò Xo nguy hiểm hơn rất là nhiều. Vì sự khắc nghiệt của thời tiết cộng với việc là rừng rậm ở đấy ít dân, ít thưa dân lắm,
cho nên là chỉ có những anh tài mà thường thường chạy tuyến đấy, quen đường rồi mới đi đi thường xuyên, chẳng hạn như Việt Tân Kon Tum này. Việt Tân Kon Tum thì chuyến thành phố Kon Tum đi, đi 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 Đà Nẵng đó, Việt Tân Kon Tum. Nhắc tới Việt Tân thì mình mới nhớ Việt Tân Pháp với Việt Tân trước kia thực ra là ba người này, mình nghe nói thôi nhé, thì mình chỉ nghe phong phanh vậy thôi. Ở đây có tai nạn à? Ở đây có một chiếc 29 chỗ bị không biết là mất phanh hay là gặp trục trặc vì tay lái hay sao mà đâm một cây kìa. May chưa, may có cây đấy chứ không là lao một là tiêu hết luôn đấy. Thì mình nghe thằng bạn mình nói vì trước kia nó quay nó một thời gian đi phụ xe cho Việt Tân Phát đấy, thì nó nói rằng là Việt Tân Phát thực ra là ba người chung nhau, ông Việt, ông Tân và ông Phát. Hai ông thì ở Kon Tum, một ông thì ở Vũng Tàu hay Sài Gòn gì đấy, Bình Dương gì đấy đó. Sau này Việt Tân thì chỉ có hai người, ông Việt với ông Tân ở Kon Tum thôi. Mình chỉ nghe nói lại như vậy thôi về hãng xe Việt Tân Phát và Việt Tân Kon Tum thôi. Tài xế vừa chỗ này khá là nguy hiểm. Kia là đường điện 500 kV Bắc Nam các bạn. Thành làm cái đường điện rất giống luôn, thực tế luôn các bạn ơi. Mình đang ở trên cung đường đèo Lò Xo đây các bạn ơi. Đèo Lò Xo của chúng ta đây. Ra phanh thế này tí nữa nó chờ bố lên là chết cha luôn đấy, chạy mà cứ đạp phanh liên tục thế này là tiêu đấy. Đây là mình đang trong hành trình từ Kon Tum đi Đà Nẵng nhé các bạn. Đèo dốc này thì nên đi số thấp, đừng đi đi số cao. Trên tuyến đường này cũng rất là nhiều cầu, rất nhiều cầu không ạ. Chết mẹ. Lâu lâu bị gọi là nó bị drop 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 là hiện tượng xảy ra khi nó bị nghẽn cổ chai các bạn. Cầu Đắc Man. Này thì hiện tượng drop mà khi bạn chơi game trên những cái con máy có hiệu suất CPU nó không tương đồng với hiệu suất của những con card đồ họa thì hay xảy ra hiện tượng drop. Mà drop nó có đi nó cũng xảy ra hiện tượng khi mà nhiệt độ máy nó cao quá đó bạn. Chúng tới cái việc nó bị drop. Tính đi đêm nhưng mà đi đêm thì không quan sát được hết cái đèo, như là đèo với đèo Lò Xo với đường mòn Hồ Chí Minh, nên là mình quyết định đi ngày vì chúng ta sẽ quan sát được tổng thể cũng như là cái quang cảnh của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, con đường vận chuyển huyết mạch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam. Con đường được mệnh danh là một trong những con đường vận tải huyết mạch, và có cả là đường Trường Sơn Đông nữa các bạn ạ, đường Trường Sơn Tây. Ở đây thì mình là đường đường Trường Sơn Tây đây, còn đường Trường Sơn Đông là nằm bên khu vực Lào và Lào cơ. Bởi vì trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì ngoài cái con đường Trường Sơn Đông này, à Trường Sơn Tây này, thì Việt Nam còn có một con đường là Trường Sơn Đông chạy sang bên lãnh thổ của nước Lào. Mình nhớ không nhầm là như vậy, vì cũng nghe nói mang máng như thế, có phải không thì mình cũng chưa kiểm chứng nhiều, nhưng mà như có đường Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây.
nay mình quyết định không bật nhạc để ngồi nghe tiếng động cơ với lại ngồi ngồi nghe mình nói khét. Làm con đường này thì nó được mở, được nâng cấp và mở rộng đúng không ạ? Rồi cầu Đắc Ché, Đắc Chè gì đây? Thạch làm con đường này nó được nâng cấp và mở rộng rồi. Giá như mà Thạch làm theo kiểu là những năm 2000, 2004, 2005 ấy, à, như vậy là phiên bản như vậy là vượt núi đường hẹp đường Trường Sơn thì đảm bảo các bạn đường này rất là nhiều gà, trâu, bò, voi chạy nó phê hơn nữa, cảm giác kích thích lái hơn rất là nhiều. Thay vì phải chạy sang chơi map Indo thì mình tại sao mình không chơi map Việt Nam với nhiều cung đường nhỏ hẹp và khó khăn hơn đấy. Thôi lâu lâu mình cũng trải nghiệm thêm một vài cái map mang hình thức khó khăn tí chạy nó vẫn thú vị hơn đó. Thì mình dùng vương ba cục của Đạt Đỗ thì nhìn hình dáng bên ngoài thì cũng chẳng khác gì vương ba cục của A, nhưng mà đặc biệt khi vô bên trong thì lại khác biệt một chút, khác biệt bên trong thôi các bạn. Rồi để mình xin một tấm ảnh tí đấy, ngắm xe bên ngoài tí, biển số 47P0966 giống như kiểu cái con biển màu xanh màu đỏ ấy, nhưng mà mình lấy đỡ đã, lấy đỡ đã, lấy đỡ để treo gác đỡ biển số để đi đã. Đấy, ai con lấy đỡ đã để đối phó với công an đã, không là đi xe mà chưa có biển là chết mẹ. Đang dùng biển số giả. Rồi chúng ta lên đường ạ. Quang cảnh ở đây thì toàn đồi bên núi thôi các bạn, toàn đồi bên núi thôi chứ vì chạy theo dãy núi Trường Sơn rồi. Đấy, lại xảy ra hiện tượng drop. Chúng ta đã tới địa phận của tỉnh Quảng Nam nhé bạn. Ở đây có một đoạn đường lánh nạn này, đường lánh nạn dành cho xe mất phanh. Thực ra thì những cái con đường lánh nạn này trên đèo Lò Xo thì nó đặt không hợp lý, kể cả mình coi thời sự thì rất là nhiều các cái chương trình phóng sự nói về cung đường đèo này cũng nói rằng là con đường này có cách bố trí các đường lánh nạn không phù hợp và không hợp lý, và trên một cái quãng đường dài như vậy thì chỉ có hai cái con đường lánh nạn, hai cái chỗ lánh nạn duy nhất đó trong game này đều có luôn các bạn. Trong cái map của Thạch làm đây đều có, đây có hai con đường lánh nạn duy nhất, mà trong khi tổng chiều dài của nó là 36 km mà chỉ có hai cái chặng cái được con đường lánh nạn đó. Bây giờ chúng ta mới gặp một cái đường lánh nạn thì nó cũng, nếu mà trường hợp mà xe bị mất phanh ở trên kia thì làm gì chạy được lên đây các bạn đó. Trường hợp xe bị mất phanh ở trên kia thì không thể nào chạy tới đây kịp được, nếu mà mất phanh ngay đầu khúc cuối kia thì nó sẽ chạy lên đây được. Đó, thì nó mới chạy lên đây được. Đây là đường lánh nạn đây. Giả dụ thì nếu nếu mình giả dụ nó mất phanh ở trên đây, mình giả dụ nhé, mình phân tích luôn, nếu mà nó giả dụ bây giờ nó mất phanh ngay khúc trên này, ngay khúc trên trên này mấy khúc dốc trên này thì làm sao nó chạy qua, nó qua được mấy khúc cua này. Nếu mà cứ theo đà theo quán tính thì cứ được cứ mỗi 100, mỗi 1 mét thì nó sẽ tăng lên khoảng vài cái gì nhỉ, mỗi 100 mét thì nó tăng thêm khoảng đâu 1 đến 2 km/h thì sao, mình cứ tính toán như thế đi. Thì nó làm sao nếu mà giả dụ đổ đèo với vận tốc là khoảng 40 đi mất phanh thì chẳng hạn như nếu mà vượt qua được hai khúc này tới khúc này thì bây giờ vận tốc xe cũng phải lên cái tầm khoảng 60 50 rồi. Đấy. 50 ôm cua không phải dễ đâu. Đó.
thì làm sao mà tới được cái đoạn cái chỗ đường đánh lạn này đó, đèo Thạch làm hơi ít 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 dốc hơi ít dốc, trên thực tế thì nó nhiều dốc hơn cơ. Ơi chúng ta sẽ re xe ra. Ấy. Đây là con đường lánh nạn đây, trong trong tổng chiều dài 36 km mới có hai cái con đường lánh nạn duy nhất trên đèo nha các bạn. Mới đây có một vụ xe khách đợt tháng 5 hay tháng 6 gì đây này, có một cái xe khách giường nằm mang biển Hải Dương đấy bị rơi đèo Lò Xo đấy. Cũng có một các phóng viên rồi là các đưa tin bài báo này kia thì đã nói rằng là trong tổng một cái chiều dài khoảng 36 km hoặc hơn gần 40 km mà chỉ có hai đường lánh nạn duy nhất, trung bình là khoảng 20 km mới gặp được một cái chặng là cái con đường lánh nạn. Và lãnh đạo các cái sở giao thông vận tải của Quảng Nam cũng như Kon Tum cũng nói rằng là với điều kiện địa hình khí hậu thì rất là khó đặt các cái con đường lánh nạn, bởi vì điều kiện là đường xá ở đây núi, chủ yếu là núi, với lại điều kiện khí hậu là sự giao thoa giữa Bắc và Nam hay xảy ra mưa sương mù nhiều, kèm theo đó là sau khi mà mặt đường nó được nâng cấp lên ấy, nhiều đoạn trở nên thông thoáng hơn và nhiều tài xế cũng chủ quan hơn đó. À nhắc tới đèo Lò Xo thì cũng có một đợt là một con xe giường nằm của Đức Đạt Gia Lai chạy tuyến, hình như Đức Đạt hay là Đức Nhân gì cái gì 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 đấy, chạy tuyến Gia Lai ở Hải Dương cũng bị bắt giòn rồi, cũng bị không phải bị mất phanh mà là do là sương mù dày, tài xế né, tài xế xe giường nằm nó né né một cái con máy công trình đang đậu sát lề đường, vì anh chạy căn chắc có lẽ anh căn sát lề quá, ra là khi gần tới nơi đèn pha nó mới dọi vô thì anh giật mình, anh bắt đầu bẻ lái theo phản xạ, tất nhiên phải bẻ lái để né rồi, né đánh lái ra ngoài thì đâm vào đít xe một cái container của một bác ở Kon Tum, bác đang đi chở phân, đang chở cái gì nhỉ, chở phân bón ấy, từ Kon Tum đi đi Quảng Nam hay Đà Nẵng thì đấy đó, một con đầu kéo Trang Long đó. Vụ này cũng được lên báo nhưng mà lại không nổi tiếng bằng cái vụ là xe xe khách xe tải Hino ba chân dìu xe khách xuống đèo Bảo Lộc đấy, vụ nó không 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 nổi tiếng bằng cái vụ đấy, mặc dù anh tài xế kia anh cũng gọi là rạp phanh, anh dìu con xe giường nằm xuống, bởi vì thực sự khi các bạn nhìn thấy chắc là rất nhiều người ít ít vụ ít ít biết cái vụ đó, vì mình đọc báo thấy rằng cái đầu xe nát bét rồi và các cái cơ cấu lái của xe hầu như là không nào sử dụng được nữa. Bạn biết rằng là khi mà đâm nát một bên cabin rồi các cơ cấu lái của nó đâu thể nào còn sử dụng được nữa, thì tài xế coi như là không còn kiểm soát được xe được nữa rồi. May là có con đầu kéo nó rìu rìu xuống, chứ không thì giả dụ đi nếu mà trong tình huống đó mà va quệt vào cái con xe cái công trình đậu bên đường ấy nhá, thì chiếc xe đó cũng bị khả năng mất lái và va quệt, thì hậu quả như thế nào thì các bạn có thể tự tự phỏng đoán được, sẽ rất nhiều kịch bản xảy ra. Nói chung là nếu mà nói về các cung đường đèo Nam và các cung đường đèo phía Nam thì nó cũng rất là khó, rất là khi tới đèo thì nó rất là nguy hiểm. Đó.
Nói chung thì trong hành trình từ Bắc vào Nam thì gặp đèo rất là nhiều. Mới đầu Thạch làm thì bảo là em sẽ làm lên đường 14. Ừ, làm đường 14 gặp đèo Lò Xo đấy em. Ừ thì em thì trước kia cậu ấy ở Biển Hồ Gia Lai thì mình cũng biết Biển Hồ Gia Lai. Biển Hồ Gia Lai thì nếu mà đi thuận đường nhất thì chỉ đi đường đèo Lò Xo. Đó, đi đường mòn Hồ Chí Minh. Đó. Còn một loại một con đường nữa thì rất là nhiều người hay nói chung là bắt các cái chiếc xe mà họ đi đường 1 hoặc là đi đường 19 ấy, mà bạn kêu xuống Buôn Hồ, đi xuống Biển Hồ Gia Lai ấy, là nó bỏ bạn ở cái ngã, ở cái cột đèn xanh đèn đỏ chỗ Đắk Pơ, à Đắk Đoa hay Đắk Pơ gì đấy, nói chung là gần tới phố nhá. Nói chung là vừa qua khu vực gọi là công viên đồng đồng xanh ấy, là nó bỏ bạn ngay cái trụ đèn xanh đèn đỏ đầu tiên nhá. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm mà đi xe mình biết được, đi xe khách thường xuyên mình biết được. Bởi vì thế này, mình thì cũng chạy xe ngày, đi theo xe ngày. Đó, đi xe khách thôi, mình có việc mà từ Đà Nẵng về Đắk Lắk ấy, đấy thì mình đi xe ngày. Cụ thể là đi xe Sơn, xe ngày, xe 24 chỗ Hyundai Cauti 211. Đó. Thế nói chung thì khách thì họ đi thôi, vì vì họ đi về Biển Hồ Kon Tum mà. Chứ họ đâu phải đi thuận đường đâu, mà họ bắt xe lên xe là ở Quảng Nam ở đó, cho nên đâu thể nào trách nhà xe được các bạn. Đi Biển Hồ thế bây giờ xe có đi không, bảo đi thì đi, lên đi thế thôi, không phải một lần, không phải một lần mà rất là nhiều lần đó. Họ nhà xe họ trả khách ngay cái chỗ đó, cái trụ đèn xanh đèn đỏ đầu tiên đấy. Thị trấn Khâm Đức. Có đi nhiều mới biết nhiều được các bạn ạ. Bánh bao đây, bánh bao nám đây, ai ăn bánh bao không vậy? Trời ơi, đang đêm làm video re game thì nghe tiếng bánh bao đây, bánh bao không. Nói chung thì cái này còn thiếu một cái các bạn ạ. Thạch đang làm còn thiếu một cái, nhưng cái này chắc hơi khó khăn đối với Thạch. Rồi, còn thiếu đúng một thứ đó, thứ duy nhất đó là sương mù. Đây, đang xuống dốc đây. Đang xuống dốc. Mình thích chụp một cái cảnh mà thấy đầu xe dốc dốc xuống một tí nữa. Mình thích chụp ảnh kiểu này hơn, nó sẽ đẹp hơn. Rồi, mình sẽ làm một tấm ảnh ngay đây tí các bạn nhé. Rồi, nào, thơ không ăn. Ở đây rất là nhiều các biển báo báo hiệu rằng là những cung đường nguy hiểm. Đấy, là một khúc cua. Đường này rất là nguy hiểm. Hai bên là rừng cây.
Ơi không được không được không được. Mình tính vượt mà nguy hiểm quá. Ngay khúc cua. Khuất tầm nhìn, ngay khúc cua nó khuất tầm nhìn chúng ta nữa. Vừa thế là cũng rất là nguy hiểm. Ờ đây là thác nước các bạn, cầu thác nước. Các bạn nào mình sẽ dừng chân lên xem thử thác nước dạo này còn nước không. Nhà hàng thác nước các bạn nhé, đây là nhà hàng thác nước luôn. Rồi, mình sẽ dừng chân đây một tí đã. Đấy, đứng sát mép đường rồi đấy. Rồi, mình sẽ tắt máy và xem đi tham quan một chút về cái thác nước của chúng ta. Đấy, đây là nhà thác nước đây. Mà tình hình khô hạn ở Tây Nguyên khô hạn quá chứ bây giờ chả có nước bạn ơi. Khô cả nước luôn rồi. Khô cả nước luôn rồi các bạn ạ. Chỉ còn một vài cái vũng nước nhỏ nhỏ giống như kiểu ao tù dưới đây thôi. Cảm thấy nước vàng khè luôn này, thấy không? Đấy. Ở đây cũng có một bác đang chụp ảnh. Đấy. Tình hình khô hạn ở Tây Nguyên rất là khắc nghiệt. El Nino rất là rất là khắc nghiệt. Nên là ở đây khô hạn kéo dài. Mùa khô kéo dài bởi vì trên Tây Nguyên, khí hậu trên Tây Nguyên thì bạn biết rồi, 6 tháng mùa mưa và 6 tháng mùa khô. Nhưng mà năm 2018 19 này thì 19 này thì mùa khô tới sớm hơn. Dẫn tới việc là khô hạn nó kéo dài hơn. Rồi, mà mình chụp vào tấm ảnh một tí chúng ta sẽ lên đường. Ok, chúng ta sẽ lên đường. Hành trình của chúng ta mới được có nửa đường các bạn ạ. Hành trình của chúng ta mới được có chưa được nửa đường này, mới được có nửa đường, còn nửa đường nữa. Đấy. Chào cái lan can. Nhanh quá dễ mất lái lắm. Đường này nguy hiểm lắm các bạn ơi. Đường này rất là nguy hiểm. Chạy nhanh dễ mất lái lắm. Chỉ cần 40, 50 là thấy hơi bị khó lái. Có những khúc cua như này rồi. Bởi vì ôm ấy, nó bị văng như cái xe của chúng ta theo quán tính, nó sẽ bị nghiêng sang bên vậy này này đó. Trọng lực xe nó dồn sang bên vậy này. Đấy, rất là nhiều khúc cua nó ngắn ngắn được các bạn, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó lại gấp đó.
Ở đây rất là nhiều các cái dòng suối các bạn. Địa hình, cái đặc thù địa hình của Tây Nguyên đó là chủ yếu là đồi với núi, nên là đa phần là chủ yếu là dòng suối là chủ yếu thôi, không có sông, ít sông lắm. Bởi vì địa hình chủ yếu của nó là đồi và núi đó. Và các cái đồng bào, các cái đất sỏi á, nên là cho nên các khe các bạn hay có, nó sẽ tạo ra các cái dòng suối từ cái khe nước á, cái vùng trũng á, tạo ra các cái dòng suối. Nên là ở khu vực Tây Nguyên thì các bạn ngoài sông thì cũng có, nhưng mà ít hơn so với khu vực đồng bằng, chủ yếu là suối nhiều. Cầu suối mình chạy ra ngoài để bắt gặp, để nhìn được cái khung cảnh bên ngoài nó sẽ đẹp hơn. Đây là các cái cửa hàng khu dân cư, khu vực thị trấn nhỏ nhỏ các bạn. Đây là quán cơm Nam Giang đúng không? Đây này. Đó, đúng rồi, quán cơm Nam Giang. Thị trấn Thanh Mỹ. Chị đấy, chị là dừng đấy. Mấy xe để nhường nhau. Mấy xe để nhường nhau ngay đoạn đấy, nó không vướng không đi ấy. Quên quên mẹ, gãi mũi thì mẹ phải tra cái tay vào vô làm, thế là nó mất lái tí nó hơi chết mẹ. Sài Gòn tranh thủ đoạn nào vượt được là mình cứ vượt. Rồi, đoạn trước không vừa được, đoạn trước không vừa được. Đoạn trước là một khúc cua tay áo rất là gấp, ra không nên vượt. Đó. Wow.
Vừa đảo trên đèo. Cầu Đại Sơn. Lái xe theo kiểu Fast and Furious đấy. Rất là nguy hiểm. Thời gian tương đối là dài các bạn. Đó là tuy là chỉ có 200 mấy chục cây nhưng mà Thạch làm tương đối là dài. Vì cậu ấy muốn mô phỏng thực tế những cái đoạn đua, đoạn cua, đoạn cong tốt nhất có thể. Nên là thời gian chúng ta đi rất là lâu. Chạy hết đoạn đường này thì theo mình cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà chạy như kiểu của mình đây thì hơi lâu, chứ còn các bạn mà chạy chơi không, mà chạy không làm video hoặc tham quan này kia thì chạy nhanh lắm. Mình đây vừa chạy vừa nghịch nghịch để ngắm ngó lung tung, nên là nó hơi lâu. Cầu Hana. Cái cầu tương đối là dài và có lẽ là cái cầu này tương đối là đẹp đấy các bạn. Tương đối là đẹp. Khoảng hơn 100 km các bạn. Đang vận tốc rất là nhanh đây. Mình chuẩn bị tới địa phận thành phố Đà Nẵng rồi các bạn. Nè, chuyển cao, chuyển cam, chuyển sai, mẹ. Bật xi nhan, bật tra cái quy, bởi vì có hai cái nút để mình chuyển camera, chuyển góc nhìn các bạn. Trong cabin là quy và e tương ứng với là trái và phải. Ăn lộn trà một tí này chứ, tí này tai nạn thảm khốc. Rồi cầu Tuy Loan rồi, mình tới cầu Tuy Loan các bạn nhé. Cầu Tuy Loan, ai biết cầu Tuy Loan không ạ? Cầu Tuy Loan trên đường, nói chung là nó nối thẳng, chạy thẳng, nó cũng bắt nguồn từ đường quốc lộ 1A ra, nhưng mà đường quốc lộ 1A thì nói chung thì ra tới Đà Nẵng này nhiều ngã rẽ lắm các bạn ạ, và nhiều phân nhánh đường quốc lộ lắm. Giờ đây ngồi, giờ mà ngồi nó liệt kê thì liệt kê không biết bao nhiêu ấy. Đó, cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi chạy thẳng thì đường đấy nhé bạn nhé. Vượt đèn vàng, vượt đèn vàng. Ủa thì thôi, vượt rồi, còn đâu nữa. Đua tốc độ để vượt vượt đèn xanh mà ai dè, tới đèn vàng rồi thôi. Gần tới nơi mình chạy bứt tốc khoảng 100 mấy thì thôi, thắng không kịp, thôi vượt luôn. Thank you.
Rồi, mình sẽ ghé vào đây nhé các bạn. Ghé vào đây. Một công trường xây dựng. Đây, hành trình của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Bởi vì bây giờ mình ra tới Đà Nẵng rồi mà. Ra tới Đà Nẵng rồi. Kia một câu cây cây cầu vượt gì kia. Nói chung là Đà Nẵng có nhiều cây cầu vượt đó các bạn. Mình sẽ dừng lại tại một khu nhà công nhân đó. Và như vậy thì video hôm nay của mình xin được phép kết thúc tại đây nhé các bạn. Video chạy khám phá map full map từ Đắk Lắk, Kon Tum đi Đà Nẵng. Đấy. Tại thì mình đang ở Hòa Nhơn, Hòa Vang. Đang ở Hòa Tiến thì trên kia là ở Hòa Vang các bạn. Hòa Vang, Hòa Vang. Mình đang ở huyện Hòa Vang nhé. Vô Đà Nẵng thì còn khoảng vài chục cây nữa, vài chục cây nữa. Đây, mình đang ở đây. Ra Đà Nẵng nó bé, nó không có to như các bạn nghĩ đâu. Đấy. Mình đang ở, nói chung thì Hòa Nhơn hoặc là Hòa Nhơn, mình đang ở Hòa Nhơn, Hòa Nhơn tới Liên Chiểu, tới Hòa Khánh. Đó, mình đang ở Hòa Nhơn. Cũng khoảng chạy khoảng mấy chục cây nữa thì tới, thực ra thì nếu chính xác á, là mình phải rẽ ở một chỗ đây này, ở đây có một ngã rẽ chạy về đây này, đó. Qua khu vực cầu vượt Hòa Cầm, về ra đường AH1, ra vòng ra cái khu vực vòng xuyến và cầu vượt Ngã Ba Huế. Đó. Còn đây thì thầy không làm đường này, thế nên là chúng ta phải chạy ra tận cái đường 11, đường 1A, chạy ra chỗ vòng xuyến vô cái đường 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 quận Liên Chiểu ấy. Đó. Rồi về bến xe nên hơi vòng vèo, thực chất là ở đây nó có rất là nhiều đường mà đi theo đường Lò Xo ra, đường Lò Xo ra đây rất là nhiều đường, nhưng mà thầy chỉ làm một đường chính thôi. Đó. Hiện tại thì mình đang ở Hòa Vang, Hòa Nhơn, Hòa Vang rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.